Bình Dương, giả trai đẹp, hẹn hò, lừa đảo qua mạng gần 4 tỷ đồng. Cô gái trẻ Trần Thị Thanh lập nhiều tài khoản cá nhân, giả làm trai đẹp, sử dụng phần mềm giấu địa chỉ IP rồi kết bạn, làm quen qua các ứng dụng hẹn hò nhằm mục đích lừa đảo qua mạng xã hội. Ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự Trần Thị Thanh, 23 tuổi, ngụ Thanh Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả làm trai đẹp để hẹn hò, lừa đảo qua mạng xã hội. Theo điều tra, Thanh đã lập nhiều tài khoản cá nhân, giả làm con trai, sử dụng phần mềm giấu địa chỉ IP rồi kết bạn, làm quen qua các ứng dụng hẹn hò nhằm mục đích lừa đảo qua mạng xã hội. Cụ thể, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder, Thanh dùng nhiều hình ảnh của các trai đẹp trên mạng và tự xưng là Hoàng Dương. Sau đó, Thanh kết bạn làm quen hẹn hò với nhiều cô gái và ngỏ lời yêu đương. Khi tạo lòng tin được với các cô gái, Thanh liền hỏi vay mượn tiền và đã được nhiều người chuyển tiền cho vay. Ngoài ra, Thanh còn tiếp cận với người thân của các cô gái, sau đó cũng hỏi vay mượn tiền có trả lãi. Để tạo lòng tin, ban đầu, Thanh chuyển trả tiền lãi đầy đủ. Thấy có lợi nên nhiều người đã chuyển tiền cho Thanh vay, nhưng sau một thời gian thì Thanh đóng tài khoản không liên lạc được. Qua điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương xác định Thanh đã lập 8 tài khoản lừa đảo qua mạng xã hội, giả làm trai đẹp, chiếm đoạt trên 3,8 tỷ đồng của hàng chục bị hại.